trong cái nắng hanh hao của buổi chiều, giữa tiếng xào xạc của những tàu dừa khua lá trong gió, những người thực hiện chương trình đã đến Karakoy Coffee để trải nghiệm bản sắc riêng của một địa chỉ ẩm thực khác, hiện đang thu hút khá nhiều bạn trẻ ở Bình Đại, Bến Tre. Vì cái không khí ở đây rất là vui và mát mẻ, có hồ cá, cây xanh. Nép mình trong một con phố nhỏ, không gian nơi đây đậm chất thiên nhiên, xen lẫn đồng quê. Cái hay và lạ của quán cà phê này bắt nguồn từ sở thích cá nhân của người chủ. Từ niềm đam mê nuôi cá koi và trồng các giống cây hiếm lạ, chủ quán đã tự thiết kế không gian mở, thân thiện và gần gũi với thiên nhiên. Bàn ghế được đặt xung quanh hồ cá koi, vì thế thực khách có thể vừa uống nước, vừa ngắm nhìn đàn cá hiền hòa, uốn lượn trong làn nước, cảm nhận sự bình yên và thư thái. Không gian sân vườn cũng rất được các bạn trẻ yêu âm nhạc ưa thích khi thả hồn vào những cung bậc của âm thanh. Riêng khu vực phòng máy lạnh thường dành cho những thực khách muốn có không gian tĩnh lặng để tập trung vào công việc riêng. Quán được điểm tô bởi một hồ cá koi được nhập khẩu từ Nhật Bản. Thực đơn của quán đa dạng, đặc biệt có nhiều món được sáng tạo từ hạt cà phê nguyên chất. Bản sắc trong bất kỳ ngành nghề nào cũng luôn là điểm nhấn, giúp khách hàng ghi nhớ thương hiệu tốt hơn. Và điều này đang được những đơn vị trong ngành ẩm thực thể hiện rất tốt. Dù chỉ với quy mô hạn chế, thế nhưng vẫn đủ để tạo nên tiếng vang nhất định.